Liệu Cao Bằng xin chào các bác. Để có được những cái bình ngải đen ngâm mật ong rất là tốt như thế này thì là sau đây em hướng dẫn cách làm của em cho các bác xem để tham khảo sử dụng để chữa bệnh nhé. Trước tiên các bác chuẩn bị cho em là củ ngải đen già hàng loại 1. Nếu mà mua được loại hàng rừng thì càng tốt nhé, tại vì không qua phân thuốc, không qua chăm bón thì cái dược chất ở trong nó cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đặc điểm nhận dạng là khi các bác bẻ vào nó sẽ có màu tím đen đậm. Mùa này thì rất là khó mua cái loại già nhá, tại vì là bây giờ thì không phải mùa của nó hiếm ấy. Sau đó các bác rửa sạch cho em, rửa sạch bông cái vỏ, sạch đất đi nhá. Cái vỏ thì các bác giữ lại để mà làm thuốc, tại vì cái vỏ của ngải đen thì nó làm thuốc rất là tốt. Sau khi rửa sạch, các bác phơi cho em qua một nắng hoặc là hai nắng, và tiến hành thái miếng ra. Và tiếp theo là khi mà các bác thái xong, các bác chuẩn bị cho em liệu là mật ong rừng. Em giới thiệu là mật ong rừng tại vì là mật ong thì nó cũng có nhiều nguồn. Nếu mà mật ong nuôi thì em nghĩ cũng là tốt thôi, chẳng qua là nếu mà mua phải mật ong mà những con ong mà nó bị bệnh thì người ta phải mua thuốc kháng sinh để mà cho nó ăn ấy, thì khi mà mình dùng làm thuốc thì nó sẽ không tốt như là mật ong rừng. Tại vì mật ong rừng thì là nó rất là khỏe, tự sinh tự diệt. Nếu mà con nào yếu nó cũng không theo đàn được và nó cũng không thể sinh tồn được ấy. Thì là có điều kiện thì mua được mật ong rừng để mà ngâm chung thì càng tốt. Sau khi các bác thái ra cho em như thế này, và sẽ tiến hành là chuẩn bị cái bình thủy tinh này, mật ong sẵn, sau đó sẽ cho vào ngâm nhé. Mật ong thì đây các em chuẩn bị cái củ ngải đen để em ngâm thì là nó già và rất là tốt nhá. Đây em chuẩn bị cái bình thủy tinh như thế này sạch sẽ, sau đó em sẽ cho vào gần đầy cái bình nhá các bác, gần đầy cái bình. Sau đó em sẽ cuối cùng là em sẽ đổ cái mật ong vào. Em sẽ không cho đầy cái bình đâu nhé, tại vì là mật ong thì em sử dụng mật ong rừng thì thường nó sẽ có ga một chút ấy. Thì là nếu mà cho đầy bình thì là em sợ là nó sẽ đầy lên đấy, nên là em sẽ cho gần đầy cái bình như thế này đấy. Sau đó em sẽ cho mật ong vào, mật ong có ga đây, em sẽ đổ vào cho nó ngập mật ong á, và sau đó em sẽ để vặn lại để 100 ngày là em có thể sử dụng làm thuốc rất là tốt rồi. Nếu mà bác nào không có thời gian làm thì có thể alo em liệu làm và em ship cho nhé. Đây, cảm ơn các bác đã dành thời gian quý báu của mình để xem em chia sẻ video ạ. Chúc các bác sức khỏe. Về đối tượng sử dụng của ngải đen ngâm mật ong này thì để trị các bệnh như là viêm dạ dày, viêm đại tràng thì rất là nhanh và hiệu quả. Ngoài ra thì nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị các bác bị ung thư nhé. Còn bị viêm khớp thì các bác ngâm rượu thì nó sẽ hiệu quả hơn.